Lũ ơi Lũ, Đào ơi Đào, Lũ ơi, Đào ơi. Ủa, mới ở đây à mà chạy đâu mất biệt à? Biểu trợ chút đi chung cho vui, mày đâu mất tiêu rồi trời. Hai đứa này nó còn ghiền cô cải lương hơn má của mình nữa. Mà tính ra thì mình cũng ghiền thấy mồ tổ luôn à. Nghe có đòn cải lương về là không có làm ăn gì được trơn á trội á. Lật đật á là hả đi hai độ giống liền. Đi sớm á để được nhìn mặt nghệ sĩ cho. Út răng niền, Út răng niền. Ủa anh Tư Dê. Tôi tên là Tư Rê, mà mỗi lần gặp cô á, cô cứ kêu tên tôi là Tư Dê hoài à. Tại vì á, tôi không có nói được chữ e vợ chứ bộ. Chàng ơi, chắc tôi phải nấu chè đổi tên quá à. Ủa, chừng nào đổi tên á, nhớ cho tôi hay nghe, thôi tôi đi à. À khoan đã, cô. Còn muốn nói gì nữa, trễ quá rồi nè. Tôi muốn nói là tối nay bên đình nghe có đoàn cải lương, vậy tôi đến ngay bây giờ mua vé để ngồi chung. Dưới hai anh ngồi ai hứa ngồi chung đó, ngoài em chứ ai bây giờ. May quá của trời cho. Khoái cũng ngay bên đình vũ khói có hàng ăn uống, vậy xem hát xong khi về ta ghé hàng thật ngon. Có hay ho gì coi hát rồi ăn uống, mời ai có đi đâu mời. Đây cấm cửa đừng mong. Cô Út ơi, tôi nghe cô bác gần xa cứ luôn miệng khen cô đầm thắm nết na thiệt thà chân chất. Tôi thử bụng cô thôi chứ đâu phải chặn đường đón ngó mà bài chuyện gió trăng mà cô giận cô hờn. Chứ cô hỏi hết bà con coi, tư cách trong xóm có ai bằng. Mới vũ dê rõ vàng mà còn chối nữa, không đón ngõ chặn đường, sao không tránh ra để tôi đi. Lần nào cô coi hát á, tôi cũng đứng gần bên cô á, nhìn cái miệng của cô cười, có cái răng niềng có duyên hết cỡ vậy đó. Nên tôi đứng chờ á, đi một lượt cho vui, rồi cắt nghĩa tích tuồng cho cô thông cô hiểu. À tuồng này tôi thuộc rồi, tôi cảm ơn anh. Em ơi bấy lâu đôi chúng mình ngồi chung dài, mà em cứ như không muốn nhìn anh vậy. Quanh đây thiếu chi là gái đẹp mỹ miều, thử hỏi ai muốn anh mời đi coi hát. Anh không muốn em cứ hạ mình cho lắm, đẹp nào hơn nết na với nụ cười duyên ngầm. Duyên hay nết na không có nhầm gì đấy hết, mời lại nơi khác khoe mình duyên. Hay cô đợi mong người hữu duyên thiên lý, còn tôi vô duyên nên đối diện bất tương phùng. Con gái nhà quê đâu dám nghĩ xa vời. Má tôi dặn dòi đừng có nghe lời vũ dê mời mọc, ngọt mật chết vùi chót lưỡi đầu môi. Anh nghe kể á, hồi tía má em mới quen nhau cũng từ những buổi hát cúng đình đi về chung lối. Mình ở gần nhau từ hồi còn đế chớm, không lẽ em còn nghi ngại tấm lòng anh. Trời ơi,
Mới kêu người ta bằng cô đây, tự nhiên chuyển qua kêu bằng em, ngọt sớt à. Miệng dẻo đeo, biểu người ta đừng có sợ. Hồi đó tới giờ tôi có gạt ai đâu. Thì tại tôi khờ nhất trong xóm này luôn, cho nên tôi mới sợ. Không phải khờ, mà là thiệt thà, hiền hậu. Thôi mời anh á, anh đừng có khen nịnh nữa. Anh mà có khen tới sáng á, tôi cũng không thèm đi coi cải lương với anh đâu. Anh đi về đi. Út chờ anh với. Tôi nói anh đừng có đi theo tôi nữa mà. Năn nỉ mà. Út ơi. Thấy em lo làm không có giờ nghỉ ngơi, mời em tối nay qua đình coi hát để mà giải khuây. Mới nghe câu được anh nói gì mà như chớp, hỏi mẹ nếu lo thưa thầy, không biết hỏi thì thôi. Trống không thôi chài trai gái mà chúng dài, trường cao với đai hai chồng, đâu khác lửa gần rơi. Vậy đó, Út sợ Út lo cái câu lửa gần dơm dèm pha của thiên hạ. Sao anh không tới nhà em xin phép cùng ba má để cô bác gần xa không gì nghĩ. Không chịu học, cứ ầu ơ dí dầu, giờ lại hòn trách người ta. Út, nếu Út gật đầu á thì anh xin phép má với ba. Lòng chân thật anh đâu ngại gì câu hiếu đào. Lát giọng đông đưa nghe vài câu giọng cổ, nhớ chuyện xưa ba má sẽ tươi cười. Anh siêng năng đồng sâu, ai cũng khen hết lời. Ba má em nói rồi, tao thấy thằng Từ Dê không có chỗ nào chê. Trời ơi, cả cái làng này ai cũng nói y thinh vậy hết á. Họ còn nói mình vừa đôi xứng lứa vô cùng. Vậy thì kẻ trước người sau, cách nhau ba thước để tránh cái câu lửa bén dần dơm. Út ơi, mai đây gió bớt thổi dồn chiếu chăng, đâu ấm bằng có chồng cạnh